Chào các bạn nha, hôm nay ba Trường và sẽ cùng nhau vẽ thỏ cute. Đúng rồi, hôm nay ba trẻ con sẽ cùng nhau vẽ một chú thỏ cute nhé. Các bạn nhớ subscribe trên kênh của cha con và nhớ bấm hình quả chuông để theo dõi nhiều video hơn nữa của ba cha con nha. Bây giờ chúng ta cùng nhau vẽ thôi. Ok, bây giờ ba Trường và cùng Thị Dương và Phúc Thịnh đã hoàn thành xong bản mô phỏng của chú thỏ rồi. Bây giờ ba cha con sẽ cùng nhau tô màu thôi. Nhớ subscribe kênh của ba cha con, bấm hình vào chuông để theo dõi nhiều video nữa của ba cha con nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tô màu. Ok, bây giờ ba Trường cùng Phúc Thịnh và Thị Dương đã hoàn thành xong bản vẽ của chú thỏ và củ cà rốt rồi. Và đây là thành phẩm của ba Trường đây. Đó, các bạn thấy cute không? Và đây là thành phẩm của Phúc Thịnh. Ok, quá cute. Và đây là của Thị Dương. Đó, ok. Rồi. Ba cha con và nhớ bấm hình quả chuông để theo dõi nhiều video hơn nữa của ba cha con nha. Và bây giờ ba cha con xin chào và hẹn gặp lại.